Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh Ahuy Vlog. Do giá mít có thay đổi, biến động mạnh ở các khu vực nên mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái mới nhất cho bà con tham khảo. Bà con lưu ý, đây là giá thương lái cắt tại vườn để bà con tham khảo, nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái, tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vườn mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng trên kg so với bảng giá nha bà con. Theo thông tin mới nhận được từ anh em thương lái thì giá mít Thái tiếp tục tăng nha bà con. Giá tăng ít hay nhiều tùy khu vực, tùy vựa và lái. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi, mời bà con cùng xem video. Khu vực Đồng Tháp và An Giang, giá mít thương lái cắt tại vườn cụ thể như sau. Mít nhất 18.000 đồng trên kg. Mít nhì 13.000 đồng trên kg. Mít bi 7.000 đồng trên kg. Tại Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, giá mít thương lái cắt tại vườn. Mít nhất 17.000 đồng trên kg. Mít nhì 12.000 đồng trên kg. Mít bi 7.000 đồng trên kg. Tại Long An, giá mít lái cắt tại vườn. Mít nhất 19.000 đồng trên kg. Mít nhì 13.000 đồng trên kg. Mít bi 8.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang luôn ở mức cao hơn so với các khu vực lân cận, do nơi đây tập trung rất nhiều vựa mít lớn xuất khẩu, giá lái cắt tại vườn cụ thể như sau. Mít nhất 20.000 đồng trên kg. Mít nhì 14.000 đồng trên kg. Mít bi 9.000 đồng trên kg. Còn ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Vũng Tàu, giá lái cắt tại vườn. Mít nhất 14.000 đồng trên kg. Mít nhì 9.000 đồng trên kg. Mít bi 6.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên. Mít nhất 12.000 đồng trên kg. Mít nhì 8.000 đồng trên kg. Mít bi 5.000 đồng trên kg. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh Ahuy Vlog nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật giá mít cho bà con mình theo dõi để bán cho đúng giá. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.